Nhằm tăng nhanh số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội tự nguyện, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 69 của chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Long An. Theo đó, mục tiêu cụ thể đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện, tốc độ gia tăng đối tượng tham gia năm sau so với năm trước phấn đấu ít nhất bằng 30%. Riêng từ nay đến cuối năm, tỉnh phấn đấu đạt 37% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội. Trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 1,3% lực lượng lao động trong độ tuổi, khoảng 33,25% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%. Bên cạnh đó, thực hiện hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với doanh nghiệp đạt mức ASEAN 4 và chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 80%. Ngoài ra, kế hoạch cũng phấn đấu đến cuối năm 2025 đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội. Trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 2,5%. Lực lượng lao động trong độ tuổi khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Đồng thời, chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội phải đạt mức 85%.